Nếu như Tower Bridge là cây cầu mang kiến trúc tân Gothic, được coi là biểu tượng của thủ đô London sương mù, cầu cổng vàng Golden Gate được mệnh danh là cửa ngõ trên con đường từ Thái Bình Dương vào vịnh San Francisco. Hay nói đến cầu Nam Phố, người ta thường nhớ ngay đến thành phố Thượng Hải sầm uất. Thì có lẽ, nhắc đến Hà Nội, thật khó để người ta lựa chọn ra một cây cầu làm đại diện. Bởi qua nội thành thủ đô, có tới 6 cây cầu mang những giá trị riêng, nối liền hai bờ sông Hồng lịch sử. Theo thứ tự thời gian xây dựng, đầu tiên là cầu Long Biên. Là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, cầu Long Biên được người Pháp xây dựng từ năm 1898 và hoàn thành vào năm 1902 dưới thời toàn quyền Đông Dương. Trải qua 119 năm chứng kiến bao thăng trầm cùng những biến cố lịch sử, cây cầu vẫn hiên ngang đứng đó và là một phần không thể thiếu trong việc kết nối giao thông của khu vực nội đô với các quận, huyện, ngoại thành. Cầu được thiết kế có một đường sắt đơn ở giữa và hai làn đường hai bên cho người đi bộ và xe cơ giới. Với chiều dài 1.680m, cầu Long Biên gồm 19 nhịp dầm thép đặt trên 20 trụ cùng lối kiến trúc độc đáo. Công trình từng được mệnh danh là tháp Eiffel nằm ngang của Hà Nội. Hơn cả một công trình giao thông, cầu Long Biên được coi là một chứng nhân lịch sử, một địa điểm không thể bỏ qua của mỗi du khách khi tới thủ đô. Vì thế, dù đã có nhiều cây cầu khác được xây dựng, nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen đi cầu Long Biên. Phần để chiêm ngưỡng những dấu ấn thời gian, phần vì muốn tận hưởng cảm giác sống chậm đi một chút giữa chốn thành phố ồn ã, khi thả hồn ngắm nhìn khung cảnh nên thơ của những bãi bồi ngát xanh dập dờn theo thủy triều sông Hồng. Nằm cách cầu Long Biên hơn 10 km về hướng bắc, cầu Thăng Long là cây cầu thứ hai được xây dựng mang đậm tình hữu nghị Việt Xô. Cầu được khánh thành vào năm 1985 sau 11 năm xây dựng với nhiều biến cố. Tổng chiều dài của cầu khoảng hơn 3 km. Cầu Thăng Long được thiết kế gồm 2 tầng, tầng trên dành cho xe ô tô, tầng dưới dành cho xe cơ giới và tàu hỏa. Cầu Thăng Long có tầm quan trọng khi nối liền giao thông của thủ đô với cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Cây cầu thứ 3 được xây dựng là cầu Trương Dương. Vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, Long Biên khi đó được nói vui là cây cầu dài nhất thế giới bởi sự quá tải giao thông qua cây cầu này dẫn tới việc thời gian trung bình để mỗi phương tiện qua cầu kéo dài hàng giờ đồng hồ. Vì thế, nhu cầu cấp bách đặt ra là phải xây dựng thêm một cây cầu mới để đáp ứng nhu cầu lưu tuyến. Chỉ sau 21 tháng thi công thần tốc, cầu Trương Dương đã được khánh thành và thông tuyến, đưa vào sử dụng. Đây là cây cầu thép bê tông đầu tiên hoàn toàn do kỹ sư và công nhân người Việt Nam thiết kế và xây dựng, mà không cần đến bất cứ sự trợ giúp nào về kỹ thuật của người nước ngoài. Cầu có chiều dài 1.230m với 11 nhịp thép, 10 nhịp bê tông, chia làm 4 làn xe, chạy 2 chiều và được xây dựng thêm hệ thống vòng xoay ở đầu phía nam của cầu vào cuối những năm 90 để góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn ở lối lên và lối xuống cầu. Hiện nay, cây cầu vẫn đang bền bỉ phục vụ giao thông thủ đô với tần suất lớn khi lượng phương tiện ngày càng tỷ lệ thuận với sự phát triển của xã hội. Để giảm tải gánh nặng giao thông cho những cây cầu của thế kỷ trước, hai cây cầu mới được xây dựng liên tiếp là cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy, lần lượt được khánh thành vào năm 2007 và 2010. Cả hai đều có nhiệm vụ nối liền giao thông từ các khu đô thị mới, các khu công nghiệp ở quận Long Biên và huyện Gia Lâm, cũng như các khu vực ở cửa ngõ phía đông bắc Hà Nội. Nếu như cầu Vĩnh Tuy là công trình ghi dấu ấn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội, thì tại thời điểm khánh thành, cầu Thanh Trì từng là cây cầu bê tông cốt thép dự ứng lực lớn nhất Việt Nam với nhiều ứng dụng công nghệ mới. Có thể nói, cầu Thanh Trì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nối liền quốc lộ 1 và quốc lộ 5, tạo thuận lợi cho giao thương của Hà Nội với các tỉnh kinh tế trọng điểm ở khu vực phía Bắc. Tính đến thời điểm hiện tại, cây cầu mới nhất đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng bắc qua sông Hồng là cầu Nhật Tân. Cây cầu dây văng hiện đại là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Được khánh thành vào năm 2015 sau 6 năm thi công, cầu Nhật Tân nằm gần như chính giữa cầu Long Biên và Thăng Long, là một trong số ít những cây cầu dây văng liên tục, nhiều nhịp nhất trên thế giới. Với vị trí đắc địa có tầm quan trọng trong việc kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đường cao tốc mới đi cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các khu công nghiệp ở phía Bắc, cầu Nhật Tân được xây dựng bằng nhiều công nghệ hiện đại, lần đầu tiên được áp dụng ở Việt Nam. Trải qua 67 năm kể từ ngày thủ đô hoàn toàn giải phóng, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội đã từng bước chuyển mình, vươn lên phát triển toàn diện về cả chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Sự phát triển đó không chỉ gắn với các công trình xây dựng bề thế, với đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao của người dân, mà đó còn là sự đổi mới, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, giao thông, mà nổi bật nhất chính là những cây cầu tiếp nối nhau bắc qua hai bờ sông Hồng.